PMT Doctor xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính. Bà bầu nên ăn gì và tránh ăn gì để con thông minh, trắng trẻo? Chế độ ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển trí não mà còn tác động trực tiếp đến làn da của bé. Việc lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng và phù hợp sẽ giúp bạn nuôi dưỡng một em bé thông minh và có làn da trắng trẻo ngay từ trong bụng mẹ. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá những nguyên tắc dinh dưỡng và các loại thực phẩm cần thiết và các loại thực phẩm cần tránh hoặc hạn chế để đảm bảo bé yêu phát triển tốt nhất. Tại sao dinh dưỡng của mẹ bầu có ảnh hưởng quan trọng cho sự phát triển trí não và làn da của trẻ? Dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển trí não và làn da của thai nhi. Từ khi còn trong bụng mẹ, thai nhi cần một lượng lớn chất dinh dưỡng để phát triển toàn diện. Các chất như omega 3, DHA và các axit béo không bão hòa có trong cá biển, hạt và quả khô giúp xây dựng màng tế bào não bộ, hỗ trợ phát triển hệ thần kinh và tăng cường trí nhớ. Không chỉ dừng lại ở đó, các vitamin và khoáng chất như vitamin E, vitamin C và kẽm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và nuôi dưỡng làn da của bé. Vitamin E và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do, giảm thiểu nguy cơ tổn thương da và giúp da bé trở nên mịn màng, trắng trẻo hơn. Folate và axit folic đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển hệ thần kinh trung ương, ngăn ngừa các khuyết tật ống thần kinh ở thai nhi. Chính vì vậy, việc cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng trong suốt thai kỳ không chỉ giúp bé yêu phát triển trí não vượt trội mà còn có một làn da khỏe mạnh, sáng mịn ngay từ khi chào đời. Vậy mẹ bầu nên ăn gì để con thông minh, trắng trẻo? Dưới đây là một số loại thực phẩm bà bầu nên ưu tiên khi đang băn khoăn không biết nên ăn gì để con thông minh, trắng trẻo. 1. Cá biển giàu omega 3. Cá biển như cá hồi, cá ngừ và cá mòi là nguồn cung cấp omega 3 tuyệt vời, đặc biệt là DHA, một thành phần quan trọng trong cấu trúc não bộ. DHA chiếm tới 40% axit béo trong não bộ và mắt của thai nhi, giúp cải thiện khả năng nhận thức và thị lực. Omega 3 không chỉ hỗ trợ sự phát triển trí não của thai nhi mà còn giúp cải thiện thị lực và hệ thần kinh. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các bà mẹ bổ sung đủ omega 3 trong thai kỳ có con thông minh và nhạy bén hơn so với những bà mẹ thiếu omega 3. Bà bầu nên ăn cá biển ít nhất 2 đến 3 lần mỗi tuần để đảm bảo cung cấp đủ lượng omega 3 cần thiết cho bé. 2. Các loại hạt và quả khô. Hạt óc chó, hạnh nhân, hạt chia và các loại quả khô như mơ và nho khô chứa nhiều axit béo omega 3, vitamin E và kẽm. Đây là những dưỡng chất quan trọng giúp phát triển não bộ và làm da bé mịn màng. Vitamin E có tác dụng bảo vệ các tế bào da khỏi tác hại của gốc tự do, trong khi kẽm giúp tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy quá trình phân chia tế bào. Ngoài ra, các loại hạt còn cung cấp protein và chất xơ, giúp mẹ bầu duy trì năng lượng và tiêu hóa tốt. Thêm vào đó, các loại hạt còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất khác như magie, selen và đồng, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của thai nhi. Bà bầu có thể thêm các loại hạt vào các bữa ăn nhẹ hoặc trộn cùng sữa chua để tăng cường dinh dưỡng. 3. Trái cây giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Trái cây như việt quất, cam, kiwi và dâu tây là những nguồn giàu vitamin C và chất chống oxy hóa và là đáp án tiếp theo cho câu hỏi mẹ bầu ăn gì để con thông minh, trắng trẻo. Vitamin C không chỉ tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp sản xuất collagen, giúp làn da bé trở nên săn chắc và mịn màng. Collagen là một loại protein quan trọng trong cấu trúc da, giúp duy trì độ đàn hồi và mịn màng của làn da. Chất chống oxy hóa trong trái cây giúp bảo vệ da bé khỏi tác hại của các gốc tự do, làm da bé trắng trẻo hơn. Ngoài ra, trái cây còn cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất khác như folate, kali và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể cho mẹ bầu. Việc bổ sung trái cây vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp mẹ bầu cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. 4. Rau xanh lá đậm. Rau xanh như cải bó xôi, bông cải xanh và rau bina rất giàu folate, sắt và canxi. Folate là một loại vitamin B cần thiết cho sự phát triển của ống thần kinh, giúp hỗ trợ ngăn ngừa những dị tật bẩm sinh có liên quan tới não và tủy sống. Sắt hỗ trợ sản xuất hồng cầu, giúp cung cấp đủ oxy cho các tế bào và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu ở mẹ bầu. Canxi hỗ trợ xương và răng của bé chắc khỏe hơn. Các loại rau này còn chứa nhiều chất xơ và vitamin, giúp mẹ bầu duy trì sức khỏe tốt trong suốt thai kỳ. Chất xơ trong rau xanh còn giúp ngăn ngừa táo bón, một vấn đề thường gặp ở phụ nữ mang thai.
bà bầu nên ăn rau xanh hàng ngày để đảm bảo cung cấp đủ lượng folate, sắt và canxi cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. 5. Sữa và các sản phẩm từ sữa. Sữa, sữa chua và phô mai không chỉ giàu canxi mà còn cung cấp vitamin D, protein và các vitamin nhóm B. Đây là những loại thực phẩm phổ biến bổ sung cho mẹ bầu khi được hỏi ăn gì để con thông minh, trắng trẻo. Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch và chức năng cơ bắp. Protein trong sữa giúp xây dựng và sửa chữa các mô tế bào, hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thai nhi. Các vitamin nhóm B trong sữa giúp duy trì năng lượng và hỗ trợ chức năng thần kinh. Bà bầu nên bổ sung ít nhất 3 khẩu phần sữa hoặc các sản phẩm từ sữa mỗi ngày để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cả mẹ và bé. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về các thực phẩm bà bầu nên tránh để con khỏe mạnh, thông minh. Dưới đây là danh sách các thực phẩm bà bầu nên tránh để đảm bảo con khỏe mạnh và thông minh. 1. Cà phê và các thức uống chứa caffeine. Caffeine có thể làm tăng nguy cơ sinh non, nhẹ cân và ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ và tim mạch của thai nhi. Bà bầu nên hạn chế hoặc tránh hoàn toàn các thức uống chứa caffeine như cà phê, trà đen, nước ngọt có ga và một số loại nước tăng lực. 2. Rượu và đồ uống có cồn. Tiêu thụ rượu trong thai kỳ có thể gây ra các dị tật bẩm sinh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của não bộ và hệ thần kinh của thai nhi. Rượu có thể dẫn đến hội chứng rối loạn bào thai do rượu, gây ra các vấn đề về trí tuệ và hành vi cho trẻ sau khi sinh. 4. Thực phẩm chứa nhiều đường. Các loại thực phẩm chứa nhiều đường như bánh ngọt, kẹo và nước ngọt có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ, gây ra các biến chứng cho cả mẹ và bé. Hạn chế tiêu thụ đường giúp duy trì mức đường huyết ổn định, ngăn ngừa béo phì và đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thai nhi. 5. Thức ăn nhanh và đồ ăn chế biến sẵn. Các loại thực phẩm ăn nhanh và đồ chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và chất bảo quản, không tốt cho sức khỏe của mẹ và bé. Những thực phẩm này có thể dẫn đến tình trạng thừa cân, cao huyết áp và các vấn đề về tim mạch. Bà bầu nên ưu tiên thực phẩm tươi, giàu dinh dưỡng và tự nấu tại nhà. 6. Cá chứa hàm lượng thủy ngân cao. Một số loại cá như cá kiếm, cá mập, cá thu lớn và cá kình chứa hàm lượng thủy ngân cao có thể gây hại cho hệ thần kinh đang phát triển của thai nhi. Thay vào đó, bà bầu nên chọn các loại cá ít thủy ngân như cá hồi, cá ngừ đóng hộp, cá mòi và cá rô phi để bổ sung omega 3 mà không lo ngại về thủy ngân. 7. Phô mai mềm và sữa chưa tiệt trùng. Phô mai mềm như Brie, Camembert và một số loại phô mai xanh có thể chứa vi khuẩn Listeria, gây nguy cơ nhiễm trùng nặng cho thai nhi. Sữa chưa tiệt trùng cũng có nguy cơ chứa các vi khuẩn gây hại. Bà bầu nên chọn phô mai và sữa đã tiệt trùng để đảm bảo an toàn. Thịt sống hoặc chưa chín kỹ. Thịt sống hoặc chưa chín kỹ có thể chứa vi khuẩn như Salmonella và Toxoplasma, gây nguy hiểm cho sức khỏe của mẹ và bé. Bà bầu nên đảm bảo nấu chín kỹ các loại thịt và tránh ăn các món như sushi, sashimi và steak tái. 8. Trứng sống hoặc chưa chín kỹ. Trứng sống hoặc chưa chín kỹ có thể chứa vi khuẩn Salmonella, gây ngộ độc thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Bà bầu nên tránh ăn các món chứa trứng sống như mayonnaise tự làm, mousse và một số loại sốt. Việc chọn lựa những thực phẩm phù hợp và xây dựng thực đơn cân bằng không chỉ giúp bé phát triển trí não vượt trội mà còn có làn da trắng sáng. Hy vọng video này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để chăm sóc sức khỏe bản thân và em bé trong suốt thai kỳ. Hãy nhớ rằng, dinh dưỡng tốt chính là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của con bạn. Nếu quý vị và các bạn thấy video có ý nghĩa, thì hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi.